Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Xe Giá Tốt 24 giờ. Chúng ta lại bước sang một cái tháng mới, cái tháng 7 của năm 2024 rồi. Hiện tại cái chính sách giá bán của dòng xe Hyundai Tucson cũng đang có cái mức giảm giá tăng cường, giảm thêm việc tiền mặt cũng như là tặng thêm bảo hiểm và phụ kiện một số phiên bản. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em về giá xe cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Tucson dịp tháng 7 này sẽ có thể nắm được. Với cái chương trình giảm thuế trước bạ thì hiện tại lại bị lùi lịch sang ngày mùng 1 tháng 8 dự kiến anh em nhé, tất cả là dự kiến thôi. Dự kiến là ngày mùng 1 tháng 8 thì cái chính sách thuế trước bạ được thực hiện, thì với cái khuyến mại và cái quyền linh động ở thời điểm này cũng rất thích hợp để cho anh em có thể đặt cọc để giữ cái chính sách cũng như là nhận cái ưu đãi kép từ bên phía đại lý bên em cũng như là bên phía giảm 50% lệ phí trước bạ, đúng không ạ? Hiện tại Hyundai Tucson thì sẽ được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm phiên bản 2.0 xăng tiêu chuẩn, 2.0 xăng đặc biệt, 2.0 dầu đặc biệt và 1.6 turbo anh em nhé. Ở trong cùng phân khúc thì Hyundai Tucson cũng đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, anh em cũng có thể tham khảo thêm. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5, cạnh tranh với chiếc xe Ford Territory, đúng không ạ? Hay là với rất nhiều dòng xe khác nữa. Vậy thì ngay bây giờ em sẽ mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được cái chính sách giá bán ở thời điểm đầu tháng 7 này. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 769 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ tăng cường ưu đãi giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 25 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 744 triệu thôi, đúng không ạ? Tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 813 triệu. Trả góp thì đang là 180 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 803 triệu. Trả góp thì đang là 172 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 786 triệu. Trả góp thì đang là 154 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang rất nhiều xe, sẵn xe để có thể giao ngay. Nhưng anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc đặt cọc và cuối tháng chúng ta xuất hóa đơn và đầu tháng 8 đi đăng ký thì chúng ta sẽ được hưởng cái chính sách ưu đãi kép anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt. Hiện tại cái phiên bản này thì đang có mức giá là 839 triệu. Với cái chương trình giảm lệ phí trước bạ thì anh em cũng được tiết kiệm đâu đó lên đến hơn 50 triệu kèm cái quyền linh động giảm giá trực tiếp phía đại lý bên em đâu đó lên đến 25 triệu. Thì cái tổng ưu đãi kép khi mà anh em mua ở thời điểm này cũng được hưởng lên đến hơn 70 triệu, 75 triệu anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 887 triệu. Trả góp thì đang là 195 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 878 triệu. Trả góp thì đang là 187 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 860 triệu. Trả góp thì đang là 168 triệu. Với cái phiên bản 2.0 xăng đặc biệt này thì cái chính sách giá bán nó vẫn còn một chút linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Với cái mức ưu đãi cũng như quyền linh động ở thời điểm này rất thích hợp để cho anh em đặt cọc để được hưởng cái chính sách giá bán cạnh tranh anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Tucson 2.0 dầu đặc biệt. Bản này thì bên em đang có cái mức giá niêm yết là 909 triệu. Chính sách giá bán của cái phiên bản này cũng đang được hỗ trợ cực kỳ sâu về giảm tiền mặt lên đến 45 triệu anh em ạ, 45 triệu. Khi mà anh em đợi giảm thuế thì anh em cũng sẽ tiết kiệm đâu đó lên đến 55 triệu nữa. Tức là gì ạ? Cái quyền linh động cũng như là cái ưu đãi kép khi mà anh em đặt xe ở thời điểm này sẽ được nhận đâu đó lên đến 100 triệu anh em nhé. Lên đến 100 triệu, cực kỳ là tốt đúng không ạ? Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé,
anh em cần chuẩn bị cho em là 941 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 932 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 913 triệu, trả góp thì đang là 179 triệu. Hiện tại cái bản 2.0 giàu đặc biệt có rất là nhiều xe, cũng như là sẵn xe để giao ngay, và anh em hoàn toàn có thể là phun tiền lấy xe về ngay, nhưng mà chưa đi đăng ký vội anh em ạ, thì chúng ta mới có cái chính sách là bán tốt khi mà được giảm thuế. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Hyundai Tucson 1.6 Turbo. Bản này thì đang có mức giá là 919 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này, bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt lên đến 35 triệu, cũng như tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng anh em dán thêm cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 962 triệu, trả góp thì đang là 210 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 952 triệu, trả góp thì đang là 201 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 934 triệu, trả góp thì đang là 183 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất, tốt nhất của dòng xe Hyundai Tucson dịp đầu tháng 7 của năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào nữa thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình để em hỗ trợ đặt xe cũng như là có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.